Chào em nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để đi tìm đồ chơi tiếp nha. Ok. Wow. Đây có một cây trứng cá này em này. Rất là nhiều quả chín này. Đi. Quả chín chưa? Ở đây có rất là nhiều quả này. Wow. Cây trứng cá rất nhiều quả. Ta sẽ xem khu đằng này có xe ô tô gì không. Wow, bên này có cái gì đấy em ạ? Hình như là các cái chiếc xe ô tô hay sao ấy. Ta xem này. Wow. Nó đang bị có đè cây bên trên. Wow. Quá là nhiều xe ô tô luôn này các em này. Wow, rất là nhiều các cái chiếc xe ô tô màu vàng này các em này. Các em cùng xem này. Hôm nay ta đã tìm được một chỗ này rất là nhiều xe ô tô này. Ta sẽ cùng xem có các cái chiếc xe gì nhá. Đầu tiên này, một chiếc máy xúc này. Wow, chiếc máy xúc màu vàng này. Ok. Xem nào. Quá là nhiều xe luôn, ta không biết lấy xe gì luôn. Tiếp theo này, một chiếc máy xúc nữa. Ủa, chiếc máy xúc này đã bị hỏng cái gầu rồi. Tiếp tục. Xe gì đây? Đây là một chiếc xe lu. Wow, chiếc xe lu màu vàng. Nó có rất là nhiều cái ốc vít này các em này. Tiếp tục nào. Một chiếc máy xúc nữa này. Wow, một chiếc máy xúc màu vàng nữa này các em này. Một chiếc xe gì đây? Một mẫu xe bồn này. Đây là chiếc xe để chở xăng dầu. Có biểu tượng cấm lửa đây các em nhé. Đây, xe này có bánh đà này. Ok nào. Xe gì đây? Một chiếc xe trộn bê tông này. Ê, một chiếc xe trộn bê tông màu vàng. Em thấy đây toàn các cái chiếc xe màu vàng. Ở đây có một chiếc máy bay này. Máy bay màu vàng. Rồi, ta sẽ cho vào giỏ này. Xe gì đây? Đây là một chiếc xe nâng này các em này. Wow, chiếc xe nâng màu vàng nha. Một mẫu xe con. Xe màu vàng. Đây là một chiếc xe gì đây? Xe rất là nhỏ này các em này. À, xe này là một mẫu xe phá bê tông em nhé. Đây này, có cái đầu này để phá bê tông này. Tiếp tục nào. Một chiếc xe công trường. Xe san ủi đất này. Đó. Ok. Đây này là một mẫu xe phá bê tông nữa các em nhé. Nó có cái đầu để phá bê tông bên trên này. Xe bánh rất là to đấy. Đợi xem có xe gì nữa. Wow, một chiếc xe rất là to đây. Đây là xe gì? Một chiếc xe trộn bê tông các em ạ. Xem nào. À, cái bồn này nó quay được đấy. Xe trộn bê tông nha. Nhiều đồ chơi chưa? Một mẫu xe gì đây? Xe bít tay do này. Thì một chiếc xe xúc. Một chiếc máy xúc màu vàng. Đó, có người đang ngồi lái bên trên này các em này. Máy xúc màu vàng. Xe này không biết có bánh đà không. À, có bánh đà các em nhé. Thì ok. Xe gì đây nào? Một mẫu xe tải này. Thì có cái thùng màu vàng này. Xe tải đẹp chưa? Xe tải này. Lại một chiếc máy xúc nữa này các em này. Ừ, chiếc máy xúc màu vàng nữa nha. Ok. Tiếp tục xe gì đây? À, đây là một mẫu xe san ủi này các em này. Đó, nó sẽ san ủi đất ở. Ê, san ủi. Chiếc xe san ủi màu vàng. Chiếc máy xúc này, chiếc máy xúc bị hỏng bánh rồi. Xe gì đây? Một mẫu xe cần cẩu các em nhé. Xe cần cẩu màu vàng này. Ê, xe này có cái cần dài chưa? Nó có thể quay được. Đó. Xe cần cẩu này. Xe trộn bê tông này. Đây lại là một chiếc xe xúc lật nữa này các em này. Đó, xe để xúc vật liệu xây dựng nha. Lại một mẫu máy xúc nữa. Rồi em thấy là rất là nhiều các cái mẫu xe máy xúc ở chỗ này. Xe trộn bê tông nữa này.
xem còn xe gì đây. Đây lại là một chiếc xe cần cẩu, xe tải này. Đây là một xe tải nữa. Xe tải này bánh rất là to đấy. Okay. Một chiếc xe san ủi nữa này. Wow, chiếc xe này rất là đẹp. Tiếp tục nào. Xe gì đây? Một mẫu xe xúc lật màu vàng em nhé. Đi, xe xúc lật này. Để xem nào. Một chiếc máy xúc. Máy xúc màu vàng. Ở đây có tận hai chiếc xe tải nữa luôn này. Đấy, xe tải Ben. Đây cũng là một mẫu xe tải nữa này. Đây này là xe gì đây nào? À, một chiếc xe bồn này các em nhé. Chiếc xe bồn màu vàng. Một mẫu xe bồn màu vàng này. Ok, như vậy chúng ta đã nhặt được gần hết rồi. Lại một chiếc xe chở vật liệu xây dựng màu vàng nữa này. Ý, xe này có cái bánh khá là to đấy. Wow. Xe gì đây? Một chiếc xe cần cẩu. Xe cần cẩu quá là đẹp đấy. Đây còn hai xe nữa thôi. Chiếc xe này vừa xe xúc và vừa xe ủi luôn này các em này. Đó, một chiếc xe xúc ủi màu vàng. Cho vào giỏ đi. Cuối cùng ta thấy đây là xe gì đây? Một chiếc xe san ủi nữa này. Rồi, như vậy em thấy là chúng ta đã tìm được một giỏ đồ chơi luôn rồi các em nhé. Giỏ đồ chơi các loại xe công trình khác nhau. Tất cả các loại xe này đều có màu vàng luôn này. Wow, quá là đẹp luôn nha. Rồi à, xin chào các em nha.